mang trong mình niềm tự hào dân tộc lớn lao, cùng nguồn cảm hứng bất tận trên hành trình phát triển. Bamboo Airways được thành lập, ứng dụng mô hình hàng không hiện đại nhằm cung cấp đầy đủ dịch vụ chất lượng cao. Bamboo Airways là hãng hàng không tiên phong, kiến thiết hệ sản phẩm kết hợp hàng không, nghỉ dưỡng, chơi gốc giàu giá trị gia tăng, tiệm cận chuẩn quốc tế. Bên cạnh lĩnh vực cốt lõi, Bamboo Airways đang xúc tiến xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ cho hàng không, mở rộng các doanh nghiệp trong lĩnh vực như cung ứng phục vụ mặt đất, hạ tầng kỹ thuật, cung ứng suất ăn, vận tải hàng hóa. Là hãng hàng không bảo toàn ngôi vương 3 năm liên tiếp về chỉ số đúng giờ lên tới 97% trong năm 2022. 100% chuyến bay được thực hiện an toàn tuyệt đối, không xảy ra bất cứ sự cố an ninh nào. Cùng với việc khai thác hơn 40 đường bay nội địa, kết nối 22 trên 22 cảng hàng không Việt Nam, Bamboo Airways cũng mở rộng mạng bay quốc tế với 14 đường bay thẳng quốc tế kết nối nhiều sân bay cửa ngõ của châu Á, châu Úc, châu Âu. Hãng đặt mục tiêu nâng quy mô đội bay lên 100 máy bay vào năm 2030. Bamboo Airways được giới truyền thông và khách hàng trong và ngoài nước bình chọn là hãng hàng không có dịch vụ tốt nhất, hãng hàng không được người chơi golf yêu thích nhất, hãng hàng không hàng đầu khu vực châu Á, hãng hàng không cấp tiến nhất châu Á và đoàn tiếp viên xuất sắc nhất châu Á. Những thành công mang tính bước ngoặt này là nền tảng vững chắc để hãng vươn xa hơn trên trường quốc tế, đóng góp phát triển thương mại, khu vực, giao thương giữa Việt Nam và thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ của Bamboo Airways đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trên thị trường hàng không Việt Nam, mang lại lợi ích to lớn cho người tiêu dùng. Khi chuyển Bamboo Airways, chúng tôi tin rằng đây là nơi của khách hàng vui được chào đón với chất lượng dịch vụ cao và tự tâm. Bamboo Airways, hãng hàng không của sự hiểu biết. Bamboo Airways, hơn cả một chuyến bay.